Thưa quý vị, những đợt bùng phát COVID-19 liên tiếp kéo dài đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến công việc cũng như cuộc sống của người dân. Trong đó, một số hàng quán kinh doanh rất khó khăn, không thể duy trì được lượng khách như trước, thậm chí phải đóng cửa, dừng hoạt động. Bên cạnh đó, nhiều hàng quán đã đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp, thích ứng với mùa dịch để duy trì khách hàng, sinh tồn trong thời điểm gian khó này. Chấp hành chủ trương của thành phố nên tất cả hàng quán đều tuân thủ việc ngừng bán tại chỗ, chỉ bán mang đi. Tại quán Thanh Nhàn nằm trên đường Yên Bái, sáng bán bún, trưa tối bán cơm. Là một quán ăn lâu đời tại thành phố đã bán được gần 10 năm, tuy nhiên quán vẫn rất ế khách. Chủ quán cho biết bán bún hay những đồ có nước thì thường khách muốn ăn tại chỗ vì ăn trực tiếp thì ngon hơn so với việc mua về nhà. Bên cạnh đó, đơn hàng thì chủ yếu qua ứng dụng đặt đồ ăn, xử lý tốt hàng ứ động, nhưng mặt trái liên kết là ứng dụng lấy khoảng 20% chi phí nên bán chỉ huề vốn chứ không lời. Để duy trì được lượng khách hàng mỗi ngày trong mùa dịch như thế này thật sự không dễ dàng. Tình hình buôn bán của thời gian dịch vừa rồi là rất là ế, coi như là bán phải mất đi 2/3 so với những ngày chưa dịch. Thì tới đâu hay đó chẳng biết đường nha. Thật sự thì dịch thì 2 tháng hơn rồi đó, cầm cự được ngày nào thì 2 ngày đó thôi. Không biết nếu như chính sách mà có hỗ trợ cho bà thân thế thì đỡ. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, hiện nay người dân đã có thói quen hạn chế ra đường, ít tự mua mang về, nên để đảm bảo kinh doanh, nhiều hàng quán chủ yếu đẩy mạnh qua các ứng dụng đặt đồ ăn và đưa ra những chương trình ưu đãi. Đơn cử tại quán bánh mì và cà phê Thính nằm trên đường Yên Bái đã có những giải pháp để tối ưu chi phí bằng cách đưa ra những combo hỗ trợ giá khoảng 40% cho khách là bánh mì kèm nước uống liên kết với các ứng dụng đặt đồ ăn và chạy quảng cáo trên trang Facebook để thu hút khách. Nên lượng đơn hàng đặt qua các ứng dụng đồ ăn tăng và chủ yếu sử dụng combo tiết kiệm. Còn tại một quán cà phê nằm trên đường Đội Quang, dịch bệnh nên không phục vụ tại chỗ thì quán chủ yếu bán mang về vào ban ngày, còn buổi tối thì quán đóng cửa và phần lớn là khách quen mua hàng. Vì thế quán cũng đã chạy nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi liên tục trong mùa dịch để duy trì khách hàng. Tình hình này thì quán đã chạy những chương trình là đồng giá với tất cả loại trà 20 và free ship cho những khách ở trên 5 cây số và đặt đồ qua trên mạng và tất cả app. Nhiều hàng quán chia sẻ để kinh doanh ổn định trong mùa dịch thật sự rất gian nan, thử thách. Tuy nhiên đây cũng là dịp biến thách thức thành cơ hội, đòi hỏi các hàng quán phải nắm bắt được xu hướng tâm lý của khách hàng khi mua sắm trong thời điểm này để đổi mình, tạo ra những giải pháp kinh doanh tối ưu, phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo kinh doanh.